bệnh rất là lạ, nhiều cái bệnh lạ xảy ra. Rồi thêm cái bệnh đó, cái bệnh thứ hai xuất hiện nó có cho em, tự nhiên bình mẩy nó lỡ lét hết trơn luôn, nó lỡ toàn thân luôn. Giống như là có thai gì, giống như là bị giờ ăn, mà không phải là giờ ăn, mà tự nhiên khi nó bộc phát một chỗ bắt đầu ăn từ từ toàn thân, cái bằng đỏ quét của bác Chimer da thịt nó, rồi nó lột từ da cho, thì ta đặt cái bệnh này là bệnh tuột da. Chứ biết gì đâu mà đặt, thấy quý vị hồi nãy thịt nó tuột xuống thì gọi là cái bệnh đó là tuột thịt. Bây giờ cái bệnh này tự nhiên con gì nó ăn á, da nó lột ra hết cái này, nó giống như là nó có da khác thì gọi là bệnh lột da đó. Rồi bây giờ đó, nhiều cái con nghi quýt khác nó xuất hiện mà Đức Thầy nói là Nam Mô A Di Đà Phật, lễ kính Đức Thầy. Kính thưa toàn thể cô bác anh chị em kính mến, cũng như toàn thể quý vị trên cộng đồng mạng, thì đây là một cái tin hết sức là khẩn cấp cũng như là quan trọng. Mà Đức Thầy có câu là ai nghe qua xin đừng bỏ lãng, ai xem qua xin đừng bỏ lãng. Gắn công trình dịch lá tìm sâu, nay dương trần gặp buổi mưa ngâu, phải sớm hướng giọt sương đông hạ. Thì xin thưa quý vị, bởi vì mình nghe để chi? Để mình sửa, mình nghe để mình tu hành, mình nghe để mình theo Phật, để rồi được ơn trên trời Phật che chở cứu vớt trong cái cuộc đời này. Thì xin thưa quý vị, WHO á là đã cảnh báo, đã phát hiện cái con virus dịch bệnh, mà cái con này đó là tốc độ lây lan nếu như mà nó xâm nhập vào con người đó, cái chết nó gấp 100 lần, tức là Covid-19 Corona. Tức là cái dịch bệnh này gọi là cái HAN5 đó quý vị. Bởi vì bây giờ cũng chưa có nghiên cứu được cái tên hình thành, cho nên tạm thời gọi là cái dịch bệnh virus HAN5. Thì bây giờ hỏi các bác mình có nghe cái tin này chưa? Ủa tại sao bây giờ cái tin này nó được lan truyền là đài VTV1 và cũng như thời sự báo chí và cả thế giới đều cảnh báo cái năm nay? Thì theo cái lời tiên tri của các vị thánh nhân cũng như là các nhà tiên tri của bà Vanra đó, và cũng như là cái chú bé người bên Ấn Độ và cái người tiên tri bên Anh, thì cái dịch năm nay nó sẽ bùng phát trở lại. Mà bây giờ WHO đã phát hiện được con virus mới này nó xuất hiện. Bây giờ nó xuất hiện như vậy thì nó có đúng theo kinh giảng, có đúng theo lời của thầy của Phật chưa? Ở đây cái chuyện nó xuất hiện á là chuyện bình thường, nhưng mà cái quan trọng nhất là chúng ta là cái người có nghe theo lời của thầy của Phật. Bây giờ mình mới đem ra mình so sánh, mình bàn coi nó có đúng theo lời của Phật của thầy đã cảnh báo và đã nhắc nhở mình chưa quý vị? Cảnh báo cái gì? Nhắc nhở cái gì? Đức thầy nói nè, đau nhiều chứng dị kỳ khó kể. Thì bây giờ mấy năm qua nhiều cái bệnh lạ nó xảy ra. Các bác mình nghĩ cái thế giới lại có cái bệnh than, có cái bệnh là tuột thịt đó quý vị. Nè, ở gần chúng tôi đây nè, có một cái ca bệnh là có một đứa em đó, đó khi nó trưởng thành hai mấy tuổi, tự nhiên cái mặt của nó đó là nó tuột xuống đó, là xuống ba tấc đó quý vị. Quý vị có xem cái kinh đó là cái đài độc lạ Bình Dương có thấy cái đứa em đó rồi đó, thì quê ở An Giang mình nè, ở huyện Phú Tân nè, ở là xã Hiệp Sương nè. Cái bệnh gì mà lạ mà học cũng không có biết được, bây giờ tạm thời là gọi là cái bệnh là tuột thịt thôi. Tự nhiên thịt của mình nó tuột xuống, cái da mình nó thòng xuống được ba tấc. Bằng đêm mấy đứa nhỏ nhìn tưởng là quỷ ma xuất hiện không đó, chạy khiếp luôn. Ý của mình muốn nói là cái bệnh rất là lạ, nhiều cái bệnh lạ xảy ra. Rồi thêm cái bệnh đó, cái bệnh thứ hai xuất hiện nó có cho em, tự nhiên bình mẩy nó lỡ lét hết trơn luôn, nó lỡ toàn thân luôn. Giống như là có thai gì, giống như là bị giờ ăn, mà không phải là giờ ăn, mà tự nhiên khi nó bộc phát một chỗ bắt đầu ăn từ từ toàn thân, cái bằng đỏ quét của bác chê mơ da thịt nó, rồi nó lột từ da cho, thì ta đặt cái bệnh này là bệnh tuột da. Chứ biết gì đâu mà đặt, thấy quý vị hồi nãy thịt nó tuột xuống thì gọi là cái bệnh đó là tuột thịt. Bây giờ cái bệnh này tự nhiên con gì nó ăn á, da nó lột ra hết cái này, nó giống như là nó có da khác thì gọi là bệnh lột da
đó. Rồi bây giờ đó, nhiều cái con nghi quýt khác nó xuất hiện mà Đức Thầy nói là bây giờ thì gọi là dịch cúm gia cầm hay là bệnh Covid hoặc giả là con nghi quýt. Nhưng mà nói đúng hơn cái từ chung chung đó là tất cả đây là bệnh dịch, mà Đức Thầy cũng có câu là bệnh ôn dịch thường hay ói mửa, thiên dương chằng hãy gán thiên về. Hay là dương chằng đó sắp dướng bệnh chờ từ đây, bởi vì cái bệnh này lạ quá xuất hiện thì giống như là người ta mới gọi là bệnh của trời ban xuống, hay do cái nghiệp chúng sanh mà phải trả quả. Bởi vì Phật Thầy á, cũng như là trong Thiên Cổ Kỳ Quang đó là tai quả trời giáng xuống lăng xăng mà. Nạn nước mà nạn lửa, bây giờ hỏi nạn nước có chưa đó. Ở Tiền Giang thì bây giờ thở nay một nơi á, thì hạn hán nước mặn, mà một nơi lại là bị nước dưng. Đó, cũng là một tỉnh mà bị hai cái nạn, một nơi là nước dâng lên bị khó khăn, một nơi lại là hạn hán. Cho nên tai quả trời mới giáng xuống lăng xăng nạn nước nè, nạn lửa. Cái nạn lửa sắp tới đây đã gian dòm lừng trời, mà lửa cháy liên miên tiêu điều sản vật điền viên thằng thông biến hóa dưới biển trung ương. Đó, sao tà giang á là kẻ tà giang sao bị lửa thiêu đó. Nạn nước, nạn lửa rồi nạn phần ôn dịch. Vì nạn phần ôn dịch trước đây là mình đã có cái dịch Covid-19 Corona làm cho người ta phải là hồn phi phách tán. Đã một số người ra đi không có trở lại, sắp tới đây đó là Đức Thầy nói lớp đau chết kể thôi vô số. Vừa rồi mình chết đó là còn có số lượng tính đến nha quý vị. Nhưng mà sắp tới đây đó, cái đại dịch này nó xảy ra mà nếu như thế giới WHO công bố đó, nó lây lan sang con người mà không có ngăn chặn kịp thời đó, tốc độ chết là 100 lần Covid-19 là coi như. Ông Khánh ông nói cái cảnh đó diễn ra đó là mình nghe là ốc nổi của bác em. Gia vô gia cư, chỉ gia là nhà, vô là không, nhân là người, là không có người ở luôn. Mà lộ á, thì vô nhân hành, tức là lộ không có người đi. Thì có rõ ràng là năm 2021 phải không? Thì bệnh đúng không? 4 tháng trường ở trong nhà chỉ nghe tiếng xe hú thôi, ngoài đường chả có ai đi luôn, ngồi chỉ nghe tiếng xe hú là biết có người là cấp cứu, có người chết, có người bị nhiễm dịch. Cho nên vì vậy mà hoàn toàn đóng cửa 4 tháng trường. Nó giống như cái câu là lộ là vô nhân hành, là đường không ai đi, gọi là điền thì tha nhân canh, tức là ruộng thì cũng ai dám ra làm luôn. Sau này có cảnh đó nghe quý vị. Đức Thầy nói là gia vô bế hộ im liềm đó, rồi lập nền mối đạo gọi điểm xưa kia đó. Vì thế mà hôm nay ở đây lớp đau chết kể thôi vô số, thiên tà ma yêu quá chặt đường. Hãy mà chết nhiều quá đó thì nó mất cái sự cân bằng, bởi vì nói hiện nay đó thì gọi là âm dương nó hòa hợp nha quý vị. Nhưng mà nếu chết chóc nhiều quá đó ta gọi là âm siêu đó, thì dương thớ hay là âm đó là, bởi vì khi mà chết nhiều quá đó thì tự nhiên là cái phần âm xuất hiện. Bởi mới gọi là lớp đau chết kể thôi vô số, thiên tà ma yêu quái chặt đường, chốn hồng trần nhiều cảnh thảm thương, làm sao cứu những người hung ác. Đó, mình thiếu cái phước, mình không có tu hành thì Đức Thầy nói con Phật, Phật bắt con ma, ma quắc. Con ma thì ma bắt, con quỷ thì quỷ diều. Bây giờ đó là đài cảnh báo lên đó, ở miền Nam mình đó thì ở Cà Mau là hạn hán thiếu nước, nước mặn xâm nhập. Tiếp theo là Bến Tre cũng bị hạn hán, nước mặn là xâm nhập. Nè, thêm nữa nè, Kiên Giang, Vĩnh Long đó, và bây giờ ở miền Trung là Ninh Thuận đó, Kon Tum, Đắk Lắk. Và bây giờ các nước lân cận thì thôi thôi, bây giờ mới vừa xem hồi sáng nay thôi thì ở Ấn Độ là bị một cái hạn hán vô cùng. Hạn hán vô cùng luôn, ở miền Nam Ấn Độ là hạn hán cứ bằng là nhìn cái màu xám không, tại vì đó là cứ bằng cái đồng nó cháy hết trơn luôn. Không có cỏ gì, rồi không có châu bò gì, không có cái cỏ để châu bò ăn luôn. Đó, rồi bây giờ người ta phải phan nước, rồi là lấy cái giọt nước bằng đục ngầu dơ mà vẫn là lóng trong lại mà xài. Thì có phải là khổ không quý vị? Nhưng mà cái khổ này chưa đâu nha. Đức Thầy có câu gì nè, mình nghe mình thấy là nó trước hết khổ với thảm ngày nay có mấy.
Bây giờ hạn hán, thiếu nước, nước mặn xâm nhập rồi đó, dịch bệnh rồi đó, chiến tranh rồi đó, mà chưa có gì. Sợ mai sau dòm thấy tôi bay hồn. Ủa cái gì mà tới bay hồn chứ? Trừ tà gian còn thiện, chữ tồn mà cảnh sông máu núi xương tha thiết chẳng như thế. Bây giờ nào biết, chừng nhìn xem hư thiệt mới tiêu mới tường. Cái dịch bệnh sau này đó là kêu bằng là chết chôn không kịp. Thì chừng nào mà chết chôn không kịp thì nó ứng với câu giảng là, có ai nhớ cái gì không? Bây giờ cái câu và chết chôn không kịp là sao nè? Trong chuyện bên thầy có nói một câu, chừng nào mà chết chôn không kịp là thầy về. Chừng nào mà chết mà chôn không có kịp á nghe, còn nếu chôn kịp chưa về nghe quý vị. Nên thầy mới nói nè, ít lâu nó cũng trở về, phiên cùng bổn đạo chứ hề lãng sao, kỳ lòng chứ có núng nao, từ đây nhân vật mò hao lần lần. Mấy lời dạy bảo an căn, bổn đạo xa gần nghĩ cạn mới hay. Cho nên từ đây nhân vật mòn hao, tức là lần lần. Vì thế mà hôm nay muốn tránh được cái dịch bệnh, muốn tránh được cái tai nạn, muốn tránh được cái sự khổ khó, thì thầy dạy chúng ta sao? Tu cầu bệnh đặc tiêu tan. Đó vô nghe quý vị. Từ bi hỷ xả mà Phật ban phép lành. Như vậy thì tu cầu chăm họ hiền lương, đồng khinh niệm Phật mà tái ước chẳng còn. Thầy mới đưa cho chúng ta một pháp môn, tức là tu cầu, tức là cúng lại sớm chiều, sớm với chiều gắn chí nguyện cầu, thì sẽ được tòa chương dựa kế. Sớm khuya bá tánh cần chiên, nghe lời dạy bảo cảnh tiên dựa kề, ít lâu ta cũng trở về, phiên cùng bổn đạo chớ hề lãng sao. Cho nên vì vậy mà hôm nay qua lời Đức Thầy chỉ dạy, người tín đồ Phật giáo hảo cư sĩ đại gia có pháp môn là cúng lại sớm chiều, còn gọi là pháp môn tu cầu. Pháp môn này đó là để giác hóa giải cái nghiệp, muốn cho tội lỗi mòn tiêu, thành tâm cầu nguyện sớm chiều mới hay. Và cũng từ pháp môn này mà chúng ta được sống coi đời, được diện kiến Phật tiên thần thánh. Muốn cho nên phía sớm chiên cần lòng chí nguyện mới sở cầu Phật thanh, thì đuốc thiền lâm phương đông chói ánh, dắt hồn người vượt khỏi sống mê. Dầu cho nay xa cách sở tề, sao thầy tớ gặp nhau Phật cảnh. Nghe hay quá quý vị ơi. Dầu cho nay xa cách sở tề, nhưng mà sao thầy tớ gặp nhau Phật cảnh, người ước trong họ nhẹ mình có cánh. Đồng ba về cực lạc bục đàn, thì thân thầy hết phải gian nan, đâu có chịu mang câu nhạo báng. Đó cho nên như vậy mà Đức thầy ra đi đó, thầy dặn đi dặn lại cho mình rất là kỹ, gán mà cúng lại sớm chiều, bình đẳng chớ lơ, thường hành như vậy, nhớ là đừng sai. Bởi vì nhờ mình tu cầu nè, nhờ mình cầu nguyện mà tai nạn nó quá, bác mình thấy nè, nó mầu nhiệm lắm quý vị. Bây giờ người ta mới hỏi một câu thế này, câu hỏi này có nhiều người nghi nan, người thắc mắc nha. Hôm nay chẳng có dịp đó thì mình giải mã luôn. Ta nói mấy ông đạo Phật giáo hảo có đó thiên cơ hoài, rồi năm 2012 mấy ông nói tặng thế gì đó, đời tới gì đó, rồi cũng năm thịnh đó, rồi có đâu, có phải không quý vị? Thì đa số là ai cũng nghĩ như vậy. Thì quý vị nghĩ là đúng chứ không có sai, nhưng mà quý vị chỉ đúng một phần thôi, phần thứ hai quan trọng mà quý vị chưa có thấy. Hôm nay sẵn mình cởi mở luôn. Đúng, năm 2012 là cái khoa học cũng gọi là Y2K, và cũng như là cái đồng hồ tặng thế, mà cũng là đúng cái chu kỳ trong kinh giảng đã tiên tri. Nhưng mà tại sao nó qua được quý vị? Có phải là cô bác mình hôm nay mình tìm hiểu kỹ lại cái giai đoạn đó, có phải là đa số là quý vị phát tâm ăn chay, cúng lại niệm Phật rồi cúng lại sớm chiều đúng không? Đúng thì xin cho đúng nha. Đúng quý vị, đúng. Thời gian đó chúng ta tu cầu rất là nhiều. Như vậy thì cũng xin nói cho quý vị luôn, Đức Thầy trước đây có nói cuộc đời này nó kết thúc đó, sớm hay là muộn là do nghiệp của chúng sanh tạo. Nếu chúng sanh mà tạo ác, hung dữ, không tin tưởng trời Phật, nó sẽ đến sớm hơn. Còn trái lại, chúng ta biết tu cầu, chúng ta biết hướng thiện,
chúng ta biết thương yêu thì nó sẽ đến trễ hơn. Đáng lý ra là vào thời gian đó khoa học cũng chứng minh, và cũng như cái lịch của cái người Maya cũng cho biết là đến đó là kết thúc, và sấm giảng cũng cho biết là tới đó là sẽ ứng hiện. Nhưng mà may là nhờ chúng ta biết làm phước, biết ăn chay, biết cúng lại, biết niệm Phật, vì thế mà nó được qua tay qua khỏi quý vị. Thì chỗ này nhà Phật gọi là chuyển nghiệp. Mình tu là chuyển nghiệp, là chuyển nghiệp chứ. Nếu không chuyển nghiệp thì mình làm sao mà tu được? Giống như hôm nay nói cho quý vị cũng như chúng tôi đây, thí dụ bây giờ cuộc sống này, số mạng chúng ta, mình sống được 10 năm, tức là cái phước mình 10 năm đó, tới ngày đó, tháng đó, năm đó là mình chết. Nhưng mà không phải cố định như vậy, có cho em, nếu như trong 10 năm này mình tạo ác, mình tạo ác nghiệp hay là mình làm nhiều khác đau khổ, nó có thể là sớm hơn 10 năm luôn. Còn bằng trái lại mà mình biết hướng thiện, biết tu cầu, biết làm phước, biết giúp đỡ người khác thì có thể nó kéo dài hơn. Đây nè, xin kể một câu chuyện để minh chứng nghe. Minh chứng câu chuyện là tại sao năm 2012 nó được qua. Không phải là kinh giảng nói không đúng, không phải là thầy Phật tiên tri, không phải, mà là do mình biết tu hành cầu nguyện mà nó được chuyển nghiệp. Chuyển nghiệp giống như thí dụ bây giờ từ cái cây bình bát, nếu quý vị trồng để tự nhiên nó sẽ ra trái bình bát. Cái này gọi là nhân nào quả nấy. Nếu hôm nay chúng ta muốn thay đổi cái quả của nó thì mình cắt cái đọt bình bát, mình lấy gốc thôi, và mình lấy cái nhánh mãng cầu mình ghép vào. Tuy là gốc bình bát nhưng mà sau này nó sẽ ra trái mãng cầu. Quý vị có thể hiểu quý vị. Vậy thì hôm nay nếu như mình khổ, mình nghèo, mình thiếu phước, hoặc giả là mình sắp sửa bị tai họa mà mình biết tu, biết cầu nguyện, biết hướng thiện, thì chỗ này gọi là chuyển nghiệp. Bây giờ bệnh phải không? Làm nhân ái ắt tiêu bệnh tật. Vậy hãy mau tầm đạo Thích Ca, hay là tu cầu bệnh tật tiêu tan, từ bi hỷ xả Phật ban phép lành đó. Hoặc giả là niệm chữ Di Đà tan chứng nghiệp thiền từ thầy rước lại nón bồng. Đó, như vậy thôi. Bây giờ xin kể quý vị nghe một câu chuyện là trong Thất Trơn Nhân Quả đó, là có ông Khu Trường Sinh. Ông này ông tu, sau này ông tu chứng thành, tức là Đại La Thiên Tiên, tức là tiên trưởng đứng đầu trong bảy vị tiên, Khu Lưu Đàm Mã Xích Dương Tôn. Đó, bình sanh thì ông này đó, ông nghèo mà ông khổ đó quý vị, ông thiếu phước. Một hôm nọ ông đi đó là gặp cái ông tướng số này đó, nhìn thấy ông Khu Trường Sinh thì ông ta bói cho một quẻ, ông nói cái tướng nhà ngươi đó là mạng căn nó là thiếu phước, cái miệng nhà ngươi hiện nay nó hiện ra hai con rắn gọi là Trường Xà Ngã Tử, là đang chờ trực nhà ngươi cắn nhà ngươi chết, mà nhà ngươi chết hiểu mà chết đói nữa. Quý vị ơi, bây giờ cuộc sống của mình mà bây giờ có cái ông đó là ông tiên, ông tu tiên, ông thông về thực tướng số lắm, mà ông coi không bao giờ sai, mà ông thấy Khu Trường Sinh như vậy đó, ông nói là nhà ngươi đó là cái mạng căn chết yểu, cái tướng là Trường Xà Ngã Tử mà chết đói nữa. Phán cho ông câu hết tham chưa đầu luôn quý vị. Nghe nói cuộc đời không có ý nghĩa nữa. Thì nếu như một người mà không có duyên đó, là họ đâm ra là sanh tâm ác, hay là ăn chơi, hoặc giả là trị lạc cho nó hết kiếp này. May là ông Khu Dược Sưng ổng hiểu được. Ông nói vậy là mình sống là khổ mà lại chết sớm, chết yểu, chết đói. Thôi thời gian còn dư động lại đó, kiếm cái gì tốt đẹp mình giúp người ta để lấy cái tiếng thơm. Thì ổng đi đến một cái suối, ổng gặp một cái suối nước chảy quý vị. Nước chảy thì người ta qua lại nó khó lắm. Ổng tình nguyện đó là ở lại đây, đóng cái bè và đưa người ta qua suối chờ ngày chết. Sau khi ông đưa hàng ngày hết người này tới người nọ, chỉ trong cho tới cuối đời chết thôi chứ không có trong gì hết. Hôm nọ có một vị tương đồng xuất hiện bay xuống báo tin, nói do ông phát được cái thiện tâm cho nên sau này ông ở thế gian tu thành chánh quả tiên trưởng đứng đầu trong các vị tiên. Chỉ nói như thôi cái ông nghe giật mình quý vị, quá mừng luôn, hôm nay được tiên nhân mách bảo mà
sau này tu thành chứng quả mà còn là tiên trưởng nữa, thì ông mới trở về tìm ông tướng số để hỏi lại. Khi trở về gặp tướng số, chưa kịp hỏi thì ông tướng số giật mình. Ông nhìn ông Khu Trường Sưng, ông nói thời gian vừa qua nhà ngươi làm cái gì mà nó có cái phúc tướng nó tốt vậy? Hiện nay ta nhìn nhà ngươi đó là cái gương mặt nó hiện ra là lưỡng long chăn trâu, trước đây là trường xà ngã tử, thì bây giờ có hai con rồng nó xuất hiện là nó bảo vệ. Xin thưa quý vị, thì lúc này ông Khu Trường Sưng ông nói là do ngài nói tôi chết sớm, chết yểu, chết đói, nên tôi mới tình nguyện ở là một cái suối nước chảy, đóng cái bè đưa người ta qua suối, tình nguyện chờ ngày chết. Không ngờ là nhờ cái phước đức đó mà nó chuyển cái nghiệp, thay vì chết yểu, chết sớm, chết đói, mà bây giờ lại đổi lại là sống thọ có phước, mà lại tu thành chánh quả, mà là tiên trưởng đứng đầu trong là bảy vị tiên, thất trơn nhân quả. Thì bây giờ câu chuyện này của bác mình mới thấy là nó mầu nhiệm phải không? Đó, thì bây giờ năm 2012 không phải là không có nghe, nhưng mà do chúng ta biết cầu nguyện, mà trong năm cầu nguyện này đó, Đức Thầy dạy chúng ta nè, là tu cầu trăm họ hiền lương, đồng khinh niệm Phật tái ương chẳng còn, hay là tu cầu cứu giúp tổ tông giới cho bá tánh máu hồng bất rơ, tu cầu cha mẹ thảnh thơ, quốc dương thủy thổ chiều mơ phản hồi, tu đền nợ thế cho rồi thì sao mới được đứng ngồi tòa sen. Cho nên người tín đồ Phật giáo hoàn hảo đó, nhờ áp dụng hai thời công phu này, thứ nhất là chúng ta cúng lại sớm chiều mà Đức Thầy dạy cho mình rất là dễ hiểu. Cho nên thay vì cái thời buổi bây giờ bắt mình tụng một cái bộ kinh hay là một cuốn kinh, thì hỏi quý vị có thời gian tụng, và quý vị mình tụng được, quý vị khó lắm tụng được, nhưng mà mất thời gian, mà đối với người lớn tuổi thì cũng khó mà trì tụng. Nhưng mà hôm nay Thầy Phật thương mình dạy cho mình hai thời cúng lại, mà rút bảy bộ kinh bên giáo lý nhà Phật, nấu lọc thành văn diễn bài hình ý ngang, rút trong các lực các kinh, tỳ lòng không ép làm minh giảng này, thấp cao các bậc chớ chầy, kẻ ngu người trí mà nghe Thầy dạy phiên. Đó, mà cái bài văn thì rất là dễ hiểu, đối về trước bàn thờ của quyền ông bà đó chỉ có 12 câu văn thôi, ngắn gọn. Dù quý vị có dốt đi nữa thì mình thâu trong băng đĩa, mình lên mạng mình phát ra, 1-2 tháng mình vẫn thuộc. Cúi kính dâng hương trước cửu quyền, cầu trên thấp tổ chứng lòng thiền, nay con tỉnh ngộ quy y Phật, chí dốc tu hiền tạo phước duyên, cúi đầu lại tạ tổ tông báo ơn, sanh dưỡng dài công nhọc nhằn, gài con xin giữ đạo hằng, tu cầu tông tổ siêu thăng Phật đài, nguyện làm cho đẹp mặt mày, thoát nơi khổ hải liên đài được lên, mong nhờ đức cả bề trên độ con yên ổn vững bền cõi tu. Trong cái bài văn này nó có ý nghĩa như sau: thứ nhất là mình trình mình giái với cửu quyền thất tổ của mình, bởi vì chúng ta thờ cái bàn thờ cửu quyền thất tổ đó là tượng trưng cho thánh đạo, bởi vì chữ cửu là chín ngang, là thờ chín đời, là cha mẹ ông nội ông cố ông sơ ông sờ ông sẩm ông cẩm kỹ. Ủa quý vị nghe thất tượng quý vị, hôm nay mình nghe chín đời ngang, Đức Thầy định nghĩa ngang cho biết ngang. Còn chữ từ thất tổ đó là chỉ cho bảy đời, là cao tầng tổ khảo kỹ tử tôn tầng quyền. Thất tổ này nó gồm cả tông chi và gánh họ. Ủa quý vị, xưa nay mình nói cái tông chi gánh họ mình cúng đó mà mình có hiểu chưa? Thôi hôm nay sẵn đây mình giải luôn nha. Có nhiều số, một số cô bác đó nói cái người trong thân tộc của mình, thí dụ bây giờ mình có con cháu qua đời đi, rồi xin hỏi quý vị là cái người đó chết được thờ không? Được thờ không quý vị? Thôi xin trả lời giùm để được nha. Nếu như trong thân tộc, trong gánh họ chúng ta, bất cứ ai qua đời thì mình cũng phải thờ chứ, dù nhỏ cũng là một sinh mạng gì, vì cái người nhỏ thờ cái người lớn. Nhưng con cái là tất cả chúng ta khi người thân qua đời mất thì mình thờ bên, đúng không? Rồi bây giờ xin hỏi quý vị nè, cứ ai mắc thờ bên mà nếu mình thờ vậy thì nhà mình còn được bao nhiêu bàn thờ? Chính vì thế mà Thầy ra đời dạy nè, sau khi người thân của mình, bất cứ ai lớn nhỏ thờ mãn tang 2 năm 3 năm, mình thỉnh ba chân hương về của quyền tổ thờ chung cái bàn thờ kia, mình dẹp cái hình người lớn thì để lại bàn thờ cái hình người nhỏ thì mình treo bên kỷ niệm. Có nhiều người nói rồi, cái người này nhỏ quá sao vô của quyền được ghim.
không lẽ là tôi lại nó sao? Đó là mình sai, mình lại là ông bà chứ không phải mình lại người nhỏ. Nhưng mà trong cái bàn thờ của quyền này có tông chi gánh họ, chữ tông là tổ tiên, chữ chi là con cháu, nó liệt vào trong gánh họ là trong thân tộc của mình. Giống như hàng ngày mình sống thì phải có cha có mẹ, có anh có em, có cô có chú chung nhà chứ không lẽ là lớn ở riêng nhỏ ở riêng. Cho nên có nhiều người theo đạo, có nhiều người biết đạo mà nhà chúng ta thờ quá nhiều bàn thờ là mình chưa hiểu, mà mình lại không tin, mình không dám dẹp, rồi mình sợ kỵ sợ khắc, rồi sợ là này nọ là có mình sai. Thì hôm nay sẵn có dịp đây cởi mở giải mã cho toàn thể chú quý vị luôn. Cho nên vậy mà ngôi của quyền này chỉ thờ có một ly hương chứ không phải là hai ly hương, ba ly hương. Có nhiều người thờ cái ba ly hương luôn, hỏi ra nói ông nội cái bà nội kia là bà ngoại tùm lum hết. Nếu mỗi người chết cái ly hương đó, cái nhà mình chắc ly hương không đủ. Nhất bản tán dạng thù, mà dạng thù quy nhất bản, một sanh ra muôn nẻo có một mà thôi. Cho nên vì thế mà thầy mới nói là cúi kính dương hương mà trước cửa quyền cầu trên thất tổ chứng lòng thiền, tức là lòng thành đó. Nay con tỉnh ngộ quy y Phật, là mình trình bày mình hứa nghe. Nay con tỉnh ngộ quy y Phật, chí dốc tu hiền tạo phước duyên, tức là hết lòng tu hiền để tạo phước, cúi đầu lại tạ tổ tông, báo ơn sanh dưỡng dài công nhọc nhằn, gài con xin giữ đạo hằng, tức là đạo làm người đó, ngũ lưng lễ nghĩa năm hằng, tam can trung trực, người là gần ngu si. Vì chứ hằng là thường, là nhân, là nghĩa, là lễ, là khí, là tính, phải không quý vị? Chứ nhiều khi mình nói đạo hằng là cái gì? Sao gài con xin giữ đạo hằng? Giữ hằng tức là chỉ cho cái đạo làm người, trong đó là có ngũ thường hay là đạo tôi chúa, chặt dình câu chung thủy, đạo thầy trò khắc cốt với ghi xương, đạo cha con chặt chẽ với miên trường, đạo chồng vợ thuận hòa cho đến thác, biết lễ nghĩa kính yêu cùng cô bác nội tâm cùng ngoại tổ với cậu gì thêm kính dường anh chị kẻ cố chi, mắt chẳng thấy lũ dân phi xảo trá thì đạo bè bạn, bắt phân nhân với ngã chữ nghĩa tình sắt đá mãi bền gan. Đó hôm nay mới giải ra là cái bàn thờ này tượng trưng cho nhân đạo là thánh đạo. Mà đặc biệt con cái đó, ở trên mình nguyện giấy là mình tu để cứu của quyền, nhưng mà đoạn cuối là mong nhờ đức cả bề trên độ con yên ổn vững bền khỏi tu. Trong của quyền thân tộc mình có người đã về Phật, có người có phước, có người đắc đạo, thì những người này trở lại đây độ mình. Bởi vì theo Phật giáo từ kim chí cổ mà gốc ông cha ta cũng tu hành đó, phải không quý vị? Chứ trước ông cha là đức cả, mà ngày nay con cháu gán lộ tu mới có dịp mới nghe cái này. Chứ nhiều khi mình tu mà mình còn chưa có hiểu cái thờ phượng chặt lắc, làm sai cái tôn chỉ giáo lý thầy, kết quả mình không bằng người ta, đúng không? Rồi bây giờ tới cái bài nguyện quy y. Cái bài quy y này đó thì cô bác mình thuộc hết trơn, đúng không? Cái bài quy y nè, đức thầy rút gọn trong cái bộ kinh sám hối đó của quý vị, gọi là kinh Hồng Danh đó, để dạy chúng ta đó. Cho nên nội dung là Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ba lần, đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Giáo Chủ của Ta Bà, cai quản tam thiên đại thiên thế giới. Ta thừa dưng sắc lệnh Thế Tôn mà khắp hạ giới truyền khai đạo pháp, tùy không quá dân sanh phù hợp mà chấp bút thần tả ít bổn kinh. Đó, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Giáo Chủ của Ta Bà cai quản 1 tỷ thế giới như vậy. Hôm nay mình nguyện Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Rồi Nam Mô Thập Phương Phật, là 10 phương Phật, nguyện 10 phương chư Phật đáo lai đồng tiếp dẫn chúng sanh giải thoát. Hôm nay nếu kể ra từng vị Phật thì không có thời gian, chẳng nói vắn dài Phật nọ tức tâm. Vì thế mà một câu ngắn gọn giống hôm nay đến đây, thưa cô chú anh chị, thiếm gì vẫn còn thiếu, tổng chào quý vị là xong. Thế thầy dạy chúng ta ngắn gọn Nam Mô Thập Phương Phật. Đó, hào quang chư Phật gọi 10 phương, đạo pháp xem qua chớ gọi thường, chuyên chú nghĩ suy từ đét chấu cố công, gìn giữ tánh thường lương. Đông Tây Nam Bắc phương thượng phương hạ, đó Đông Bắc Tây Bắc Đông Nam Tây Nam, đó có phải là 10 phương Phật hiện bầu hình ảnh không? Có bóng tôi cũng sánh các ngài, từ chân chí bậc mài cúi đầu làm lễ bằng nguyện gài quy y. Nam Mô Thập Phương Pháp là chân lý, là giáo pháp của Phật. Nam Mô Thập Phương Tăng, tất cả những vị tu hành chân chánh. Nam Mô Phật Tổ, Phật Thầy. Phật Tổ là cái vị khai sơ đầu tiên, mà cái vị kế tiếp gọi là Phật Thầy. Tất cả các vị Phật, nói cho mình dễ hiểu. Nếu hôm nay mà cứ nguyện Phật Thích Ca Mâu Ni, Phật A Di Đà, Dược Sư Lưu Ly, đó là Nhiên Đăng Cổ Phật Ca Diếp Phật, gọi là Bồ Tát Di Lạc, gọi là Lưu Ly Như Lai, rồi đó là Quan Thế Âm Đại Thế Chí Văn Thù Sư Lợi Phổ Hiền, vẫn còn thiếu cái gì? Vẫn còn thiếu, dù quý vị có niệm ai nữa vẫn còn thiếu. Mà Đức Thầy chúng ta dạy cho mình là Phật Tổ, Phật Thầy, tất cả các vị Phật từ trước tới nay luôn. Đó,
Nam mô Phật Tổ, Phật Thầy, Quan Thượng Đẳng Đại Thần, Chư Quan Cụ Thần, Chư Vị Sơn Thần, Chư Vị Đông Non Bảy Núi. Nếu mình giải từ chi tiết nó hay vô cùng, không thể nghĩ bằng được. Tại sao mình nguyện Phật mà tại có mấy ông thần trong đây? Khi quý vị quy y là theo Phật mà phải giái mấy ông thần này để chi? Giống như các ngài là các vị long thần hộ pháp, bảo vệ người tu hành chân chánh, không để cho tà ma yêu quái xâm nhập, hay là bùa chú, hay là những cái vong linh, những cái quan gia trái chủ hại mình. Khi cái người đã theo Phật rồi là có các vị này theo gia hộ. Ai mà tu tỉnh chuyên cần làm đường ngay thẳng có thần đổ chó. Chư vị chư thần gì năm đông bảy núi luôn. Nay con nguyện cải hối ăn năn làm lành lấn giữ, quy theo mấy ngày tu hiền theo Phật đạo, là mấy vị mình đang nguyện giái đó. Thờ Phật đạo tỉnh cơn ác mộng, là thoát nguy đồ thường phóng văn minh. Đó là chúng ta đang tụng bộ kinh, tức là hồng danh còn gọi là kinh sám hối. Rút gọn quý vị: Ngài Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Phổ Độ Chúng Sanh A Di Đà Phật, là tụng kinh A Di Đà. Đức Phật nói: Xá Lợi Phất ơi, cách đây 10 muôn ức cõi Phật có thế giới tên là Cực Lạc, Đức Phật A Di Đà đang làm giáo chủ và đang thuyết pháp độ chúng sanh. Vì sao cõi ấy tên là Cực Lạc? Vì cõi ấy không có sự khổ mà toàn người vui, nên gọi là Cực Lạc này. Xá Lợi Phất ơi, cõi ấy có 7 báo lưu ly, sa từ, xích châu, mọi não rất là nhiều. Thôi cõi ấy vốn cái cõi đó diễn tả không thể nào mà diễn tả nếu mình đọc thành ra một kinh A Di Đà sao. Nhưng mà hôm nay thầy rút gọn nè: Nam Mô Tây Phương Cực Lạc là Phật nói về cảnh giới Đức Phật A Di Đà. Thế Giới Đại Từ Đại Bi Phổ Độ, chữ phổ là cứu giới, chữ độ là cứu, phổ độ là cứu giới, chúng sanh là muôn loài. Thì phổ độ là cứu giới tất cả chúng sanh muôn loài. A Di Đà Phật tức là Phật A Di Đà. A Di Đà nhìn xem khắp cõi đang trong trời, mong ngợi chúng sanh hiện hào quang ngũ sắc hiền lành, đang tìm kiếm những người hiền đức muốn tu tỉnh. Nay đà gặp cuộc Đức Di Đà truyền mở đạo lành, bởi vì ngài thương xót chúng sanh ra xác lệnh bảo ta truyền dạy. A Di Đà Phật Tổ ngóng trông chờ sanh chúng tìm nơi vượt khổ sắc. A Di Đà Phật Tổ bốn chữ xuống trần chớ đâu. Nói này nó siêu việt quá, cái này tôi gọi là thao thao bất tiện quý vị. Kêu bằng là suối tiên thánh mà đổ ra cuồn cuộn, mà tràn cuộn lòng gieo giống mới nên. Phải quý vị, quý vị có công nhận không? Phải là thầy, có phải là nói ra có logic không thì đúng không? Phật A Di Đà rút trong kinh A Di Đà, Nam Mô Tây Phương Cực Lạc là kinh A Di Đà, chỉ một câu mà rút gọn nói hết nội dung đầy đủ thế giới Tây Phương Cực Lạc, nói về sự cứu độ của Đức Phật A Di Đà. Đức Phật xưa có lời phát thệ: chúng sanh trong cảnh giới Ta Bà, nếu ai trì niệm Di Đà, lâm chung Phật nước vậy mà tòa sen. Và Nam Mô Nhất Nguyện Cầu Thiên Hoàng Địa Hoàng Nhân Hoàng Liên Qua Hải Hội Thượng Phật Từ Bi Phật Chương Độ Chúng Thế Giới Bình An. Đó, cái này còn màu nhiệm hơn nữa, là rút trong kinh Phổ Môn là cầu an, cầu cho thế giới thì được mưa hòa gió thuận, không có chiến tranh giặc giả nè. Nguyện cầu thế giới bất ngờ chiến tranh nè, tu cầu thuận gió hòa mưa an hòa, nhân vật phước thừa trợ ban nè. Mà trong đây mình nguyện giái là Thiên Hoàng, là Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn, mà Đức Ngọc Hoàng mở cửa thiên môn đặng ban thưởng Phật tiên như thánh, thừa dưng sắc lệnh của chờ. Chiếc này là có Đức Ngọc Đế nghe, Đức Ngọc Đế ngự đền ngọc khuyết, nhìn dương gian cũng luống thở dài, thấy chúng sanh trao chĩa mặt mày, chớ chẳng chịu trao tâm sửa tánh. Chiếc này ngài sẽ xuất hiện là Thiên Hoàng mở cửa các lăng, rồi tới Địa Hoàng cũng mở mấy từng ngục môn, mười cửa xem thấy ghê hồn, cho chẳng khỏi thử coi mà hãy không. Nhân Hoàng cũng lấy lẽ công, cũng đồng chừng chỉ kẻ lòng tà gian, ấy là đến lúc xê sang Tam Hoàng trở lại là đời thượng quân. Nghe hàm quá quý vị ơi, khuyến vắng lòng chớ có sờn, gán tu thì được xem đờn trên mây, mấy người còn được sát thanh thì là đài ngọc cắt lăng vừa kề. Mà câu nguyện này hàng ngày quý vị nguyện sao? Nam Mô Nhất Nguyện Cầu Thiên Hoàng Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế chứng giá cho mình. Địa Hoàng là Đức Tần Quảng Dương nè. Đó, mà Đức Thầy có câu sao quý vị? Diêm Phù Chân Chúa chọn người tu nè, hành phạt ác hung chốt cửa tù, tiếp nghinh những kẻ lòng nhân đức hở bớ dương trần hay gắn tu. Bởi vì Đức Diêm Chúa yêu người hiền thảo, mà trọng những ai biết niệm Di Đà, lại được gần bể gọc Long Sa Côi Chúa Quốc mà tranh giành châu báu. Địa Hoàng Nhân Hoàng là Minh Hoàng chuyên ngự đại mây, gẫm trong thế sự còn đầy gian chưng,
đò đưa cứu kẻ chầm lưng, đợi chờ dẫn đến mới mừng Chúa tôi. Từ xưa tới giờ quý vị nguyện câu này, nhưng hôm nay mới được cái nghĩa đó. Nguyện mà mình chưa thấy cái nghĩa nó màu nhiệm, mình thành tâm chưa có đến mức độ là gì, mình chưa thấu hiểu được. Cái thầy dạy chúng ta nó rất là siêu việt, chỉ một câu nguyện thôi. Nam mô nhất nguyện cầu thiên hoàng địa hoàng nhân hoàng liên qua hải hội, đó là hiệp chung tam cõi mà giới biên chẳng ai. Đó, liên qua hải hội tức là chỉ cho cảnh giới rộng lớn. Đó, hội long qua đó quý vị, thượng Phật từ bi, Phật Dương độ chúng, thế giới được bình an. Mình cầu nguyện thế giới này được bình an, mưa thượng giáo hòa, mà hàng ngày có ba vị Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế vô cực đại thiên tôn, đó Đức Minh Vương và cũng như Tằng Quảng Vương. Nội câu này là nằm trong kinh Phổ Môn, mà là kinh Cầu An rồi. Nam mô nhị nguyện cầu cửu quyền thất tổ tịnh độ siêu sanh. Quý vị cúng lại mà quý vị chưa nghe cái ý nghĩa cầu nguyện thì chúng ta chưa có thâm nhập được, mình chưa có thành tâm đến cái chỗ là thấu đáo. Khi một người đã thấu đáo thì nguyện mười phương chư Phật đáo lai đồng tiếp dẫn chúng sanh mới giải thoát. Khi chúng ta có hương rồi thì Phật đài mới hưởng Phật mùi hương, cúi đầu đánh lễ mới cậy nương đức màu từ bi quay lực nhiệm sâu mới độ con thoát chốn u sầu chẳng ai. Nam mô Thích Ca Như Lai Ta Bà giáo chủ, xin ngài chứng minh. Xin ngài chứng minh phải không? Nhị nguyện cầu cửu quyền thất tổ tịnh độ siêu sanh là mình nguyện cho cửu quyền mình, ông bà mình giáng sanh tịnh độ, đó là kinh báo hiếu của mẫu ăn trong kinh. Nam mô Tam nguyện cầu phụ mẫu đại đường Tăng Long phước thọ, phụ mẫu quá khứ trực giảng Tây Phương là kinh Du Lan. Cầu cha mẹ còn sống thì tuổi thọ sống lâu không đó là không bệnh hoạn, mà cha mẹ qua đời giảng sanh về cực lạc, cái đó là gắng tu cầu cha mẹ được siêu thăng về miền Phật cảnh mà thoát đọa trầm luân. Đó, sống thì nuôi dưỡng mới nên, đến khi quá giảng chớ quên nguyện cầu ở chỗ này nè. Đó, thầy nói là gắng tu đắc đạo cứu của quyền nhà thoát chốn nguy đồ, đến cánh tiên mà ngõ đáp ơn dày công sáng tạo cho ta hình dốc học cơ quyền. Phải không quý vị? Kinh Du Lan nghe. Bởi vì đó, trước đây đức thầy ra đời có một vị sư qua chấp vấn hỏi: thưa ông Tư, ông nói ông ra đời á mở đạo Phật và tín đồ ông tu đạo Phật, tại sao bên Phật giáo tổ chức lễ Du Lan vào ngày rằm tháng 7 mà ông không già tín đồ ông tổ chức lễ Du Lan? Quý vị nghe câu chuyện đi chưa? Đức thầy trả lời, thầy nói cho những thầy già tín đồ tổ chức Du Lan vào ngày rằm tháng 7 mà ngày nào thầy cũng già tín đồ làm lễ Du Lan. Sáng nghĩa chưa quý vị? Sáng cúng, chiều cúng, sáng làm lễ Du Lan, chiều lễ Du Lan, mỗi khi tụng cái câu nguyện thứ hai thứ ba này là làm lễ Du Lan. Đâu phải đợi tháng 7 mới đi chùa cầu nguyện cha mẹ, mà chúng ta thì gọi là thường nguyện cầu siêu độ tổ tông giới có tính dạng văn vô sự. Phải thường nguyện cầu chung với hiếu ta nên trao, chỉa hiền với lương bồn đạo, ghen lòng thường nguyện cầu siêu độ tổ tông giới ba tánh dạng văn vô sự. Sáng cầu chiều cầu, sáng cầu chiều cầu, bởi vì sớm khuya ba tánh đàn chiên là gì đó, sớm chiều bình đẳng chế lơ, ngày hay thờ lẳng lặng công phu, việc chi dù quá cần cù cũng nhân vài phút tập tu nguyện cầu. Khi gánh việc đồng sâu chợ búa, đem sấm kinh tự gũa thầy ban, học cho thông thuộc đối hàng, ngâm nga trong lúc mà thanh nhàn băng phăng. Nghe nó thanh nhàn chứ quý vị. Đó, nội tôi giải câu thứ ba này không lên đó. Quá mầu nhiệm rồi nè. Thứ tư, tứ nguyện cầu bá tánh dạng văn từ tâm bác ái giải thoát mê ly, cầu tiêu tai chướng nghiệp là kinh Kim Cang. Nè, bá tánh dạng văn, bá tánh là chăm họ, dạng văn là chỉ cho nhiều người, tất cả mọi người. Từ tâm là phát cái tâm hiền từ, bác ái là tình yêu thương rộng lớn. Thì nó giống ái phải gieo sâu vô tặng, tu là tu Phật ưu tiên mà tu cho rõ biết chữ hiền ra sao. Cho nên phải cầu nguyện cái câu này để chi? Từ tâm bác ái để chi? Giải thoát là ra khỏi, không còn ràng buộc, không còn chối buộc, không còn đau khổ, tu cho qua cửa diêm phù, khỏi xa địa ngục với ngao du thiên thiên đài. Đó, từ tâm bác ái giải thoát mê ly, mình cầu cho chúng sanh này mà chúng nó có mình luôn giải thoát, mong bá tánh dạng văn giải thoát.
Niệm chữ A Di dẹp lòng sầu, gắn trì kinh kệ hoặc mau lâu, cũng có ngày kia ta giải thoát. Giải thoát thì ta rõ đạo màu. Và Nam Mô Ngũ Nguyện Cầu Phật Tổ Phật Thầy Từ Bi Xá Tội Đệ Tử. Dừng cái này chút xíu. Đệ tử trong đó có mình nghe, mình thử nghe quý vị. Cái tiếng tín đồ là cái tiếng nói chung thôi. Tín đồ là cái người theo một cái tôn giáo có niềm tin. Chữ tín là tin, chữ đồ là làm theo. Đệ tử là cái tiếng gần gũi hơn, tức là cái người học trò quy y theo một cái ông thầy. Thay vì ta quy y, ta học theo cái ông thầy dạy nghề, ngày mai thì cũng là đệ tử nữa. Đệ tử cũng theo ông thầy mai. Bây giờ học võ thì làm đệ tử cũng theo học võ. Hôm nay mình quy theo thầy thì mình đệ tử của Phật, của thầy. Thầy thương đệ tử ngẩn ngơ sầu, chẳng biết công phu con giải dầu, ngặt nổi tiền khiên gây lắm nợ, đời này trả dứt mới mong cầu. Vậy thì đệ tử chi tiêu tai tịnh sự, trí huệ thông minh giai đắc đạo quả, là kinh Bát Nhã, là trí huệ đáo biển, là đáo biển ngàn. Câu ngũ nguyện cầu này là kinh Bát Nhã quán của đại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thờ, chiếu kiến ngũ quẩn giai không độ, nhất thiết khổ ách. Xá lợi tử, sắc tức thị không, không tức thị sắc, sắc bất thị không, không bất thị sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục như thị. Xá lợi tử, thị như pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, thị cố không trung, vô sắc vô thọ tưởng hành thức, vô nhĩ nhãn như thị thân ý. Yết đê bà lai yết đê bồ đề tát bà ha. Bị gì mình đọc hết thôi dài lắm quý vị. Đó là kinh Bát Nhã mà thầy rút gọn thành một câu: ngũ nguyện cầu Phật Tổ Phật Thầy Từ Bi Xá Tội Đệ Tử, tiêu tai tịnh sự, trí huệ thông minh giai đắc đạo quả. Khi quý vị mình công phu cúng lại là tụng bảy thờ kinh, sáng tụng chiều tụng, thì nó là kệ kinh đọc tụng điểm thanh, ấy là châu ngọc để dành ngày sau, hay là kệ kinh tưởng niệm cho sành, ngày sau thấy Phật đành gần chẳng sai, là kêu mình cúng lại đó, chứ đâu phải tụng thêm kinh đâu. Có nhiều người hỏi Phước Nghiêm, nói Đệ Nghiêm ơi, bây giờ tôi tụng thêm kinh A Di Đà, kinh Vu Lan, kinh Kim Cang rồi thêm được Đệ Nghiêm. Rồi tôi xin trả lời nó thật nha quý vị. Phước Nghiêm trả lời thế này: Đức Thầy nói nè, mình cúng xong đó, muốn ngồi niệm Phật cũng được, ngồi bát già giống như ngồi Phước Nghiêm vậy nè, thẳng lưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hay là niệm 37 chữ bài Tây Phương, mà niệm nhiều ít là tùy sức mình, khỏi tụng kinh, tại vì trong khi mình cúng lại có rút trong bài kinh rồi. Nhưng mà nếu mình rảnh mình đem kinh mình học thì tốt, học để hiểu. Bởi vì nhớ kỹ này quý vị, tại sao nhà Phật bắt mình tụng kinh? Kháng kinh giả minh Phật chi lý, tụng để tìm cái nghĩa lý làm theo. Nhớ nghe, còn giảng của thầy không phải đọc thuộc rồi thôi đâu, tìm hiểu nghĩa mới làm theo đắc đạo, ngâm nga hiểu nghĩa mới đáng kim ngà, quyền bí nhiều lời chỉ thiệt xa, bổn đạo gắn tầm cho cận kẻ, lòng thiền Phật độ khỏi tinh ma. Đó, còn tọ ngồi thiền làm gì? Tọ thiền giả là minh Phật chi cảnh, đặt cảnh giới nội tâm. Đó, lễ Phật giả lễ là cái Phật chi đức. Đó, còn niệm Phật giả là cái Phật chi ăn. Cho nên vậy mà kháng kinh giả là minh Phật chi lý, đọc kinh tìm cái nghĩa làm theo. Thì hôm nay cái pháp môn tu cầu này là pháp môn tha lực, tức là vừa tu cho mình mà còn phát tâm Bồ Tát cầu cho chúng sanh. Vì thế mà cái sự công phu cúng lại này nó vừa giải nạn, giải nghiệp, giải khổ, mà nó còn giúp cho chúng ta được công đức phước báo, thành tựu đạo quả, được gặp Phật gặp thầy. Và nó mang ý nghĩa không thể nghĩ bàn được. Mà công đức lễ bái đó thì nhà Phật có câu là: niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, lễ Phật một lễ là diệt tội hàng xa. Xin thưa quý vị, có một cái câu chuyện nhà Phật đó. Hôm nọ cái thời kỳ Phật Ca Diếp, có con rắn này tên là Mãn Xà Dương, và nó đã sống tức là trên 700 năm, chuyên môn là hút máu người. Con rắn Mãn Xà Dương nghe, bởi vì con rắn này nó hút máu người để sống không à. Đến khi tuổi già nó nằm phanh một chỗ, nó chờ ai đi ngang nó phun độc nó hút máu. Một hôm nọ Phật Ca Diếp đi ngang đó, nó mừng quá, nó không ngờ tới giờ này có người đập mạng, nó phun độc nó hút máu liền. Khi độc nó phun vô đó thì Phật Ca Diếp mới dùng cái hào quang để bảo vệ ánh sáng
đọc càng phun ánh sáng càng tủa ra. Con rắn này nó mới giật mình, nó hốt hoảng, nó không ngờ đây là một cái vị Phật, một cái vị đắc đạo, thôi mình phải sám hối mau lẹ mới được, để mình xúc phạm rồi. Thì cho nên nó mới dùng cái đầu nó đảnh lễ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lần và hơ tàn sức kiệt, cho nên nó chết. Khi con rắn này nó chết đó, được sanh về cõi trời làm cái vị tiên hưởng phước. Nhớ tiền kiếp của mình là con rắn chuyên môn hút máu người, mà nhờ lễ Phật được phước báo cho nên nó trở xuống nhà gãi qua cúng dường đảnh lễ tạ ơn. Thì mọi người mới ngỡ ngàng thắc mắc, mới hỏi rằng tại sao con rắn kia hút máu biết bao nhiêu sinh mạng mà chỉ lễ Phật có 7 lần mà xóa đi cái nghiệp mà được thành tiên. Xin thưa quý vị, nhà Phật gọi chỗ này là tu nhất kiếp mà ngộ Phật nhất thời. Sau đó cái bài kệ là hôm qua quỷ dạ so, hôm nay Bồ Tát đạo, Bồ Tát quỷ dạ so. Cách nhau chỉ gang tấc, và cái ý niệm trước là mê, ý niệm sau là ngộ. Như vậy thì Đức Phật mới cho biết một cái nhà tối tăm, người chủ bỏ đi, bụi bám dán nhện đóng sàn xiên. Khi người chủ trở về, thứ nhất thắp đèn lên là cái nhà kia sáng liền hay là mấy mươi năm mới sáng? Xin quý vị tự trả lời đi. Sáng liền quý vị. Và chỉ cần bỏ công quét dọn là sẽ sạch sẽ, giống như từ trước giờ mình vì mê muội nên tạo nghiệp sanh ra biết bao nhiêu điều ác. Hôm nay nhờ chân lý của Phật của thầy để khai ngộ cho mình được sáng suốt, thì Đức thầy nó là mê với tỉnh nhận ra là lý. Thấy dương trần ngủ mãi ngủ hoài, thức dậy mà thầm đạo kiếp bài, để thi cử khỏi mang tiếng gớt. Bởi vì tu giới tỉnh là biết làm chẳng khó, nếu lặng tâm là tỏ ngộ đạo màu. Và cuối cùng sẽ kể một câu chuyện là rất là siêu diệt. Thì quý vị thường nghe nhưng ít có ai giải mã và ít có ai trình bày lắm. Câu chuyện này ai theo Phật tu hành thì có nghe một lần đó, nhưng mà có nghe thôi chứ đâu có ai giải nghĩa, phải không quý vị? Hôm nay chẳng có duyên đó, thì mình ngồi để mình thảo luận luôn. Đạt Mạ Tổ Sư tức là cái vị tổ 28 ở bên Trung Hoa, từ bên Ấn Độ, khi mà ngài sang Trung Hoa để truyền pháp đó, nhưng mà vì cái duyên chưa tới, cuối cùng thì ngài mới ngồi diện bích chùa Thiếu Lâm 9 năm, gọi là diện bích 9 năm đó quý vị, ngồi quay với tường đó, không ăn ngang, không uống, ngài bất động như như. Chính vì thế người ta mới lại, người ta mới bái, người ta mới tôn sùng chứ, là một vị tổ khác thường hơn người phàm là gì đó. Thì lúc này á, là có cái người tên là Huệ Khả, cũng theo Phật xuất gia tu hành, nhưng mà do cái nghiệp mà khi ông vào tu đó thì nó làm cái tâm nó vọng động, và nó khi ngủ thì lại nằm mộng thấy chim bao. Bây giờ vọng động cái gì, thấy chim bao cái gì? Bình sanh ông này là một cái người đại tướng quân, ra chiến trường giết bốc biết bao nhiêu tên giặc, vì thấy mình hay đổ lỗi, tay dính đầy máu. Xuất gia thì Phật tu hành nhưng mà những nghiệp nó theo hoài quý vị. Mỗi khi vào tu đó thì bắt đầu thấy là mình sát giết, và khi ngủ đó thì thấy cái tay mình dính đầy máu mà rửa hoài không hết. Nên cái ý thức này, cái tâm này nó vọng động mà làm không ăn được. Thì ông nghe nói có cái vị tổ bên Ấn Độ đi qua, đó là Đạt Bà Tổ Sư, ngồi 9 năm mà không có nói chuyện. Thì ông mới đến để cầu pháp. Ông đến đó thì ông quỳ á để mà tổ khai ngộ chỉ điểm cho ông, nhưng mà quỳ á là 3 ngày 3 đêm mà tiết nó lạnh, nó quỳ nó phủ rồi gối luôn. Ông mới than, ông nói con gì lòng cầu pháp đến đây quỳ 3 ngày 3 đêm tiết phủ tới đầu gối mà tổ không chịu khai thị cho con. Thì tổ mới nói một câu á là ta ngồi đã 9 năm ta còn chưa than, nhà ngươi ngồi có 3 ngày than cái gì? Câu này quý vị hiểu chưa quý vị? Ý đó là chưa có thành tâm đâu. Nhà ngươi vậy mà gọi là cực khổ thì chưa phải là cực khổ. Giống như đó Đức Phật hồi xưa nè, non tiết sang rú gừng thâm thầm, đem thân phàm tầm đạo siêu sanh, đến ngày nay còn gạn lấy danh khắp bốn biển dân lành sùng bái, phải không? Còn Đức Thầy ra đời đó thì bị người Pháp cho uống nước axit, bị bỏ chuồng cọp, rồi bị hại đủ điều, mà để nó thăng ta đã chẳng tiếc chi, miễn cho bá tánh nạn gì cũng qua. Thăng là tới với thầy là quản thăng lương mà quyết cứu thế xá chi bù thịnh, còn mình mới cực chút mình than rồi, phải không?
vậy mình chưa có lòng đúng quý vị. Hỏi kỹ ra thì mình còn xa lắm, bởi vì cố gắng đi. Bây giờ mình kể tiếp. Thì sẵn đó có trong người cái thanh gươm, bởi vì chặt cái tay bỏ. Cái này gọi là vì pháp mà quên thân đó, thể hiện con vì cầu đạo giải thoát. Cái thân này con không tiếc, chặt bỏ tay bỏ liền. Thì cái điều này có phải hy hữu không quý vị? Thì phải nói là hy sinh cả thân bạn mình, không tiếc. Thôi tổ thấy có lòng quá, tổ quay lại. Tổ hỏi một câu là ngươi cần gì ở ta? Thì người trí không cần hỏi nhiều, nói nhiều. Huệ Khả mới nói là xin tổ an tâm cho con, vì tâm con bất an. Thì tổ mới nói đưa cái tâm bất an đó, ta an cho ngươi. Ý nó tâm đâu lấy ta an cho. Cái tâm bất an của nhà ngươi nó giờ đang nói đó, nhà ngươi lấy đi, ta an giùm cho. Lúc này thì Huệ Khả mới nhìn lại, nhìn trước nhìn sau, nhìn hồi không thấy. Hồi nãy thì thấy nó vọng động, hồi nãy thì thấy nó nghiệp chướng, thấy nó giết người, thấy nó tay dính thành máu, rồi mình còn cái gì quá nhiều. Nhưng mà tổ hỏi bây giờ cái chỗ nào không an lấy ra đi, lấy được thì ta an cho. Nói chỗ này mới nhớ này, mấy chị đó chỉ muốn ăn chay muốn tu cúng lại mà nó nghiệp của tôi nặng lắm đi Nghiêm ơi. Tôi nói tôi mượn lời của tổ, tôi nói đâu chị nặng như lấy tôi căng được quá giải dùm cho. Nặng bao nhiêu lấy ra đi, lấy cái căng cho tôi, căng bao nhiêu đi quá giải dùm cho. Tự mình nói cho mình chứ sao nặng sao nhẹ, sẵn đây mình chỉ quá giải nè. Nhìn là không thấy thì mới trả lời nó xưa con không tìm thấy, ta đã an tâm cho ngươi rồi đó. Nói xong cái ngày ngộ luôn. Mà nếu nói xung băng vậy sao quý vị hiểu quý vị? Bây giờ cái nghĩa cũng muốn nói á, là sở dĩ Huệ Khả chấp ở cái chỗ là trước đây mình là cái tên đại tướng quân giết biết bao nhiêu người, bây giờ vô tu cứ thấy máu nó chảy ra, tay dính thành máu, chấp vào cho nó hoài cho nên không có buông được. Mà nhà Phật lại cấm kỵ cái điều đó. Cấm kỵ cái gì? Quá khứ tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, Đức Thầy nói nè, diệt qua rồi thì nhắc lại làm gì? Đó, tức là cái gì trước đây dù mình đã vô minh hay là mình phạm lỗi, tất cả các người tu chúng ta mà ai mà còn nói lỗi người ta lúc trước đó, mình cũng vô minh giống hết rồi luôn. Mấy người này đại dạng vô minh hết toàn bộ, đã vô minh rồi bây giờ tu mà còn chưa sáng còn vô minh nữa hay sao? Vì hồi trước đây người ta vô minh người ta mới tạo nghiệp, thì hôm nay nhờ Phật thức tỉnh mới biết đâu là chánh tà chân vọng đúng sai, giống như trước đây là cái chuyện vô minh. Tại sao mình chấp cái vô minh đó mình sống mãi? Chuyện qua rồi nhắc lại làm gì? Thì đó là chuyện gì bất cứ. Quan trọng là nếu ai mà biết chữ tu trì, tâm bình tĩnh, được thì pháp huệ. Bây giờ chúng ta hiểu bình tĩnh là gì? Chứ bình tĩnh là vắng lặng. Này nữa nè, giữ tấm lòng bất động như cho hồn linh yên lặng an cư thì mới được quờ nguyên phản bổn. Hay là muốn niệm Phật bất cần sớm tối, ghi vào lòng sáu chữ không định tâm thần, ở định tâm thần như mặt nước hồ, si với nghĩ, nghĩ si đường lối. Muốn niệm Phật bất cần sớm tối, ghi vào lòng sáu chữ Di Đà thì hiền lương quên mất điều tà, đặng hạnh phúc là nhờ lòng cố gắng. Hôm nay tổ chỉ đó, cái chuyện của nhà ngươi là chuyện trước đây, tại sao nhà ngươi không thấy hiện tại? Cái trước đây nó qua rồi thì đâu còn nữa, cho nên nhìn là hiện tại có đâu. Thì bảo không có thì chỗ đó ta ăn cho người đó, đó ta chỉ cho người đó. Tại nhà ngươi không hiểu còn chấp theo cái ý niệm trước đây là nghiệp, là mê, là vô minh. Tại sao không sống theo cái tính biết tỉnh thức, sống theo cái ý thức bây giờ? Đó, vì thế mà cái chỗ này gọi là tu nhất kiếp, ngộ Phật nhất thờ. Giống như hồi trước mình tạo nghiệp mà hôm nay mình biết cái đó là tội lỗi, thì tự nhiên cái tội lỗi có nghiệp kia nó tan biến. Nên nhà Phật gọi là sám hối là chỗ đó quý vị. Sám hối là thấy được tội lỗi của mình thì tự nhiên tội lỗi của mình nó sẽ tan biến. Thì đừng bao giờ nói là cái chuyện trước đây là một tên tướng cấp, hay là một gã đồ tể, hay là một cái người cho dây cắt cổ. Mà quan trọng là hiện tại mình đang làm gì, và mình hiểu đúng như thế nào, mình sống ra sao. Cái điều đó thầy nói nè, bại rồi thành lại nên tuồn, dạng văn hưởng được nuốt nguồn ma ha. Đó, vì vậy thì hôm nay chỉ điểm
là do tổ chỉ cho ngài Huệ Khả biết được cái chuyện trước đây do nhà ngươi chấp. Chỉ cần nhà ngươi chỉ cần giống như khi một người vào tu thấy vọng tâm mình nó sanh ra mà mình cứ chạy theo hoài là không được, cứ tự nhiên cứ nhớ duy trì câu niệm Phật, cứ theo dõi hơi thở thì tự nhiên ý niệm kia nó tan biến. Đó, vậy thì bóng sáng xuất hiện thì ánh tối ánh sáng xuất hiện thì bóng tối sẽ tan biến. Đó là cái điều mà mê với tỉnh nhận ra là lý, hay là tu với tỉnh biết làm chẳng khó nếu lặng tâm là tỏ ngộ đạo màu. Thì hôm nay qua một câu chuyện mà nhắc đến chúng ta để rồi mình trợ duyên, thì cảnh khổ đã đến rồi, bây giờ mà không có tu thì chắc không kịp rồi. Giống như mình đợi khi nào mà chín mùi nó rụng đó, thì xin báo cho quý vị là nếu để chờ sấm nổ giang hình thì bá tánh ăn năn đã muộn. Đến đó thầy Phật gọi là đã đóng cửa, không còn thâu nhận và cũng như muốn vô hội cũng không kịp nữa. Thầy Phật nói rồi quý vị, nếu để chờ sấm nổ giang hình bá tánh ăn năn đã muộn, lúc đó muốn tu cũng không ai chỉ mình được. Bởi vì người ta lo đi dự hội cho ngay cảnh đâu chỉ cho mình tu. Mình muốn làm phước không ai cần, bởi vì có ai cần đâu mà cho. Bởi vì thế hôm nay hạn hán nè, đói khổ nè, dịch bệnh nè, cơ hội này mới làm phước đó. Đời này vốn một là hai đó, khắp trong chẳng hạ mấy ai tu trì đời này danh dực làm chi. Đến việc ly kỳ cũng thả trôi xong. Thôi đức thầy nói một câu hơn cùng thua, nhắm mắt cũng ra ma. Đã sống tranh đua khi chết cũng xương tàn, cho nên mượn đức huệ để đánh tan mùi tục lỵ. Và chúc quý vị được an lạc, được yên vui, và cũng như được tinh tấn trên con đường đạo mà đức thầy cho biết là ngõ lời khuyên nhân loại khắp gần xa gán tu tỉnh hưởng đời chung cực lạc. Thế nên xin chúc lời Nam Mô A Di Đà.